Sẽ chia sẻ tất tần tật lịch trình bọn mình đi trong 4 ngày 3 đêm ở Hà Giang nha. Hello, xin chào. Thì hiện tại bọn mình vừa mới đặt chân tới Hà Giang. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi thuê xe máy và di chuyển đến khách sạn. Nói chung để tính, đến đấy là tính, bọn mình chưa có tính trước. Các bạn đang làm thủ tục nha. Lấy xe xong thì bây giờ chúng mình sẽ về khách sạn để cất đồ và nghỉ ngơi, sau đó là sẽ đi ăn đi uống sau. Khách sạn hôm nay chúng mình thuê cách trung tâm thành phố tầm 5 phút đi xe và nó tên là Cozy Hotel. Nó nằm ở ngoài rìa thành phố, nghĩa là khi các bạn đi từ nhà xe Giang Sơn đi thẳng lên tầm 1-2 cây thôi là các bạn sẽ đến. Bọn mình đi 8 người và có thuê một phòng chung thì phòng này gồm có 8 cái giường luôn. Tại vì là bọn mình chỉ nghỉ có một đêm tại thành phố thôi và hôm sau sẽ đi lên Đồng Văn luôn. Thế nên là bọn mình thuê một cái phòng bé xinh xinh như này đủ cho 8 người ngủ là được. Và dễ nói chuyện, sinh hoạt này kia nữa. Hello, xin chào mọi người. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn phở chua và đi thác nha. Đi chơi. Go. Một bát ở đây đầy đủ thì có thịt ba chỉ xào, có xoài, cà rốt cắt sợi, có hành này, có phía này là phở chiên này, lạp xưởng và trứng luộc nữa. Ăn xong thì tụi mình có mây lang thang ra cột mốc số 0 để check in và sau đó thì sẽ đi cà phê. Địa điểm tiếp theo chúng mình đến là cà phê núi Cấm. Cà phê này thì nằm ở tít trên đỉnh núi cao mà cái đỉnh núi đấy có thể nhìn được toàn bộ thành phố và nó rất là thoáng và mát luôn. Cho mọi người xem qua view của thành phố này. Nhìn được mấy ngôi nhà kiểu bé bé xinh xinh ghép vào với nhau, xong ở trên là mấy ngọn núi. Ở giữa là dòng sông. Trên này mát lắm luôn ý. Em đúng không? Đấy. Xíu lắm đấy, đẹp nhỉ? Được đấy. Cười lên mọi người ơi. Tối nay thì bọn mình có đi ăn đồ Trung Quốc ở 366 Lý Tự Trọng, quán tên là Trung Hoa Quán. Ở bên trong là cái homestay nên khi các bạn gõ thì các bạn chỉ cần gõ homestay là ra cái quán này, tại vì nó không ở trên map. Không gian quán khá là rộng rãi và thoáng mát. Ở đây thì đầu bếp là người Trung Quốc nên các bạn yên tâm. Quầy like thì là do bọn mình tự chọn. Ở đây thì có các loại xiên như xúc xích, thịt bò, thịt lợn, cà tím, nấm hương, chân gà, bla bla. Và các bạn cứ chọn xiên và sau đó thì sẽ mang ra để cho người ta nướng cho mình và người ta sẽ tự đem vào bàn cho mình nha. Wow.
hai nấm ạ. À? Quay ở ngoài gần này thôi đẹp. Mình ăn thực mà. Hai cái nhỉ? Không, phanh phanh. Còn đây là mấy cái xiên mà mình đã chọn từ ban nãy, sau đó thì họ có đem nướng qua và phết gia vị. Thì nhìn nó bây giờ trông rất là đậm đà và kiểu rất là ngon đấy các bạn. Còn mình có gọi thêm ở đây là kiểu các loại rau xào để ăn cho đỡ ngấy. Nhưng mà rau ở đây nó xào vẫn rất là cay. Ở đây là nấm xào nha các bạn, cũng rất là cay và tê. Đây là gì hả bà? Đây là thịt xiên. Thịt xiên nướng. Con đây thịt gì anh? Đó ăn bật ít. Đây thịt bò. Ừ, cái rau xào này ngon đấy. Bò. Cái gì anh? Rau xào á? Ừ. Thử ra. Thử ngon. Bắc cải xào nó không ngon đấy. Cảm ơn khu ạ. Ừ. Cảm giác ăn đồ với cơm ấy nhỉ? Ừ. Nó giống bắt đấy. Hải cay nhá. Ngày thứ hai thì chúng mình sẽ xuất phát từ Hà Giang lên Đồng Văn. Và trước khi đi thì chúng mình đang có bục đồ trên xe này. Và sau đó thì chúng mình sẽ đi ăn sáng. Tụi mình có gọi... đều là đầy đủ hết và các bạn nhìn xem là thịt trâu siêu siêu đẫm luôn à, nhìn bát nó cũng rất là đầy đặn nữa. Giá ở đây thì hình như là rơi vào tầm 40 đến 60 nghìn hay sao á, nhưng mà ăn rất là ngon nha mọi người. Trên đường đi thì tụi mình có bắt gặp một con suối khá là trong với cả kiểu siêu chill ý, siêu là đẹp luôn. Cho các bạn xem cái map của mình đi từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn tận 125 cây. Mà trên đường đi đến Đồng Văn đấy thì bọn mình có đi qua dốc Thẩm Mã, nhà cụ Bao, ở dinh họ Vương, cây cô đơn và các địa điểm khác nữa. Và nó khá là suôn sẻ. Và mọi người cùng theo chân mình đi xem là đã đi những gì nha. Điểm đầu tiên trong ngày thứ hai đấy chính là cổng trời Quảng Bạ, ở Quảng Bạ luôn, và bọn mình phải đi bộ lên trên tít trên trên đấy, trên cao thì mới ngắm được, lên thì cũng ok, nhưng mà cái view thì mình không thấy ấn tượng lắm vì nó cũng chẳng có gì ấy, kiểu nó chỉ là một cái đồi ở trên và nhìn xuống dưới thôi, nhưng công nhận là nhìn xuống dưới thì khá là đẹp. Cho các bạn xem vào con đường mà tụi mình sẽ đi á. Dầm nó lạnh nhất. Mọi người để em đi, em vẫy vẫy tay đoạn tour có xe xuống. Mấy quả xe lao khiếp. Không dừng, không có dấu hiệu là phanh như thế nào. À này, mùi thơm cực. Anh lấy cái bánh này anh xé, anh bẻ ra, bánh bẻ ra kiểu nó dài dài. Tiếp theo chúng mình sẽ đi đến cây cô đơn và là một trong số các điểm mà đến Hà Giang nhất định các bạn phải đi.
Các bạn ơi, nói chung thì cả đường mà hôm nay mình quay sẽ chỉ toàn là đi thôi, nên là sẽ chỉ toàn là quay đường và đến những cái nơi mà bọn mình sẽ đến vàng ăn uống và sau đó lại đi tiếp. Và bọn mình sẽ nói chung là sẽ đến Đồng Văn vào tầm buổi chiều chiều tầm 3-4 giờ và sẽ nghỉ ngơi tại Đồng Văn luôn. Sau đó thì sáng hôm sau sẽ di chuyển đến một nơi khác. Đây là cái chân dung của cây cô đơn này các bạn, nhưng mà mình không thấy nó cô đơn lắm. Và nó siêu to luôn, nó siêu cổ thụ. Và trời đất ơi, đây là một khung cảnh tuyệt vời. Ở bên cạnh thì có mấy cái hàng bán thịt nướng với cả cơm lam. Bọn mình có ngồi và ăn một chút nha. Mình có đi qua Yên Minh thì trời tự nhiên đổ mưa, thế là bọn mình có đi vào trú mưa một chút. Thì đây là cái khung cảnh mà bọn mình trú mưa thôi, cũng rất là chill luôn. Chỗ Hà Giang chỗ nào nó cũng đẹp, chỗ nào nó cũng kiểu hùng vĩ các bạn. Và đây chính là dốc Thẩm Mã. Đây là ngọn đèo ngoằn ngoèo và khó đi nhất ở nối giữa thành phố Hà Giang và Mèo Vạc. Thì ở đây các bạn thấy không, là xung quanh được bao phủ bởi núi non và đồi, nên là tạo ra một cái cung đường rất là đẹp. Và bạn nào đến Hà Giang thì đều cũng check-in ở đây cả. Xung quanh nhà cụ Bao thiếu hết là bọn mình thấy họ đều bán kiểu đặc sản vùng miền, rồi đặc sản Tây Bắc, rồi các gia vị các thứ và trang phục truyền thống để mọi người chụp ảnh. Ngoài ra thì mình thấy cũng không có gì cả. Phong cảnh ở đây thì khá là kiểu ngày xưa ấy các bạn, kiểu ông bà ngày xưa ấy, rồi truyền thống nữa.
và kiểu mọi kiến trúc, kiểu mọi cách sắp xếp đều trông rất là kiểu ngày xưa luôn. Nói chung là ok, các bạn có thể đến và thử tham quan nha. Do hôm nay bọn mình đi thì có một đoàn quay phim họ đến, họ làm gì mình cũng không biết nữa. Thế nên là bọn mình cũng ngại vào trong để quay cái các thứ nữa, nên là mình chỉ đứng ở ngoài này thôi. Kế tiếp thì bọn mình có đi dinh nhà họ Vương, nhưng mà vì bên trong khá là thiêng liêng nên là bọn mình cũng không có cầm máy để quay, mà mình chỉ quay ở phía bên ngoài thôi. Mà nói chung thì đây cũng là một điểm đáng để các bạn thử đi nha. Và bọn mình đã về đến phòng rồi đây. Hôm nay bọn mình có thuê homestay ở 29 phố cổ, ngay trung tâm Đồng Văn luôn. Và phòng ốc thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn là ở một cái phòng bé và có nhiều giường, và bọn mình cũng chỉ ngủ có một đêm ở đây thôi. Nói thật một chút là cái lúc bọn mình đi từ đây đến Đồng Văn ấy, đến cái khách sạn ấy, thì bọn mình gặp mưa to nên là bọn mình không có quay được. Và nói chung là cả cuộc đi cũng vất vả gian nan lắm ý các bạn, kiểu nó mưa ấy mà mình tự nhiên mình bị oải hơn ấy. Đó thì đến homestay nó vẫn còn mưa. Tối nay bọn mình có đi ăn lẩu, và cái quán này thì được bác chủ homestay giới thiệu cho bọn mình. Nó đối diện ngay homestay của mình thôi nên là vài ba bước chân là đến rồi. Đây là menu của quán này. Thì hôm nay thì bọn mình có ăn lẩu gà đen và có gọi thêm ngoài một bát thắng cố. Nó là lẩu thắng cố nhưng mà mình gọi bát bé bé và thêm mấy cái món đồ ăn kèm nữa. Ta-da, đây là bữa cơm tối ngày thứ hai của tụi mình. Thì bọn mình có đi ăn bánh cuốn ở quán bánh cuốn chị Thu ngay đường Nguyễn Trãi. Quán cũng được bác chủ homestay giới thiệu nên là bọn mình có đến và ăn thử. Bánh cuốn ở đây thì mình thấy nó khá giống với bánh cuốn ở Cao Bằng, cũng kiểu dùng nước xương và ninh xương, sau đó là chấm với cả bánh cuốn ấy, thì nó cũng giống như thế và ăn cũng rất là ngon luôn, các bạn có thể thử nha. Anh nhìn như chợ Tết đi nhở? Bắt đầu.
thời tiết mưa to luôn các bạn ạ, nên là đi hơi khó một chút. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi từ Đồng Văn lên Mèo Vạc thì sẽ rơi vào tầm 40 đến 45 cây. Và trên đường đi thì cũng sẽ bắt gặp ở đâu mà điểm gì hay hay bọn mình cũng sẽ tạt vô. Từ đây lên Mèo Vạc thì bọn mình sẽ đi qua cái cà phê Panorama mà khá là nổi. Mình không biết là có nổi không nhưng mà kiểu nó có thể nhìn được xung quanh ở dưới ấy. Và mình có đi thêm sông Nho Quế nữa. Nên là yes, cùng mình đi thôi, let's go. Đây chính là cà phê Panorama mà mọi người hay nói đến nè. Cà phê này thì mọi người bảo là mình có thể nhìn được kiểu xuống sông Nho Quế và nhìn được toàn bộ xung quanh luôn. Và cảnh thì rất là đẹp nữa. Nhưng mà hôm nay mình đi thì vào đúng hôm thời tiết xấu với cả mưa, sương nữa nên là cũng không có nhìn được cái gì cả. Đó, thì bây giờ bọn mình sẽ vô và bọn mình mua nước nha.
Mày anh cầm cho. Hello, chụp từ trên xuống mình thấy sông. Và chúng mình đang ở sông nha, Quế nha mọi người. Chụp ảnh đó chứ quay nó không được rộng như thế. Hello. Hello. Ban nãy thì tụi mình có gửi xe và sau đó thì thuê xe điện để đi thẳng vào trong cái nhà máy gì đó và mới đi xuống được cái sông Nho Quế. Thì bây giờ bọn mình đang trên đường đi đây. Giờ tàu sẽ đi một đoạn và sau đó thì họ sẽ dừng tàu ở giữa tầm cái đoạn mà đẹp nhất của sông Nho Quế. Và khi đấy thì bọn mình có thể đứng chụp ảnh, quay video rồi check in các thứ. Nói chung là muốn làm gì cũng được. Và sau đó thì họ mới bắt đầu di chuyển để quay ngược lại. Các bạn ơi, tại sao nó có thể có một cái vẻ đẹp nó đẹp mà không thể nào mà diễn tả được. Không thể nào diễn tả được bằng lời. Nó đẹp một cách xuất sắc, đẹp một cách kiểu mình không biết nói như nào nữa. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn phải đến Hà Giang để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này nha. VIP nhỉ đấy. Tối nay thì mình ở cái làng này, nó tên là làng Hờ Mông Mèo Vạc. Nó là một cái khu tổng hợp của tất cả các homestay ở cái Mèo Vạc này và họ quay lại thành như kiểu một cái ngôi làng ấy, mình thấy khá là thú vị. Cho các bạn xem khung cảnh cái homestay mà chúng mình thuê. Đây là Valley Homestay nha mọi người.
Phòng tụi mình thuê thì cũng giống như đêm hai hôm đầu tiên, đó là đều là phòng đo và nó có nhiều giường. Thì bọn mình cũng chỉ ở một đêm thôi nên là ở chung với nhau xung vầy này kia cho nó vui vẻ. Đó, đây là nhà vệ sinh này. Đó, phòng thì rộng rãi hơn hai cái phòng đầu, mình cảm giác thế. Đó, ra thì cũng ai có cả tủ quần áo nữa nha. Đó, mình quên mất. Đó, sạch này, rất là rộng. Nice. Tay xuống nào, ok. Check in các thứ xong thì bây giờ là chúng mình sẽ trở về lại nơi bắt đầu, đó là thành phố Hà Giang. Và bây giờ mình sẽ quay lại quá trình hành trình mà mình đi ngược lại từ Mèo Vạc về thành phố Hà Giang nha mọi người. Mình còn 9 cây nữa là sẽ đến cột cờ Lũng Cú. Thế nên là bây giờ bọn mình đang đứng nghỉ một lúc, sau đó là đi. Bạn đã đến. Quần này có mấy cái khuỷu đít, ngồi đâu đít ấy. Chị có uống nữa không? Có ạ. Vào đây đứa bạn. Ai có biết dưới đâu mình không? Biết được chưa? No nê xong thì bây giờ là chúng mình đi bộ cầu thang lên trên cái cột cờ Lũng Cú đấy. Trời ơi các bạn ơi, đi đúng mệt luôn, đúng xỉu luôn. Mình cảm giác như mình sắp xỉu tại chỗ rồi ấy. Đó, đi lên trên cao thì các bạn có thể ngắm được kiểu toàn bộ luôn. Và nó rất là mát. Nhưng mà có một cái là khi mà mình đi lên thì mình quên mất là mình cầm máy quay, thế là mình không quay được cái đoạn đi lên cho các bạn. Mình chỉ quay được mỗi cái đoạn quay ở đây thôi. Đó, thì lúc mà mình lên ấy thì nó sẽ có một cái tòa nữa. Cái tòa đấy các bạn đi bộ tiếp
tầm mấy vòng cầu thang nữa thì các bạn sẽ lên hẳn trên đỉnh mà cái cột cờ luôn, cái chạm được vào cái cột cờ ấy. Đó thì bạn nhìn được kiểu xa xăm mọi thứ luôn, nhưng mà đoạn đấy kiểu mình đi mình mệt quá thế là mình quên mất không cập máy quay. Thế là đoạn đấy mình cũng không có quay được. Hu hu. Thì tụi mình có ghé qua mua một chút quà lưu niệm trước khi về để mang cho bố mẹ, bạn bè và người thân. Ở đây thì họ sẽ bán chủ yếu là toàn đồ đặc sản Hà Giang thôi. Là chuyến Hà Giang của mình đã kết thúc vỏn vẹn trong vòng 4 ngày 3 đêm. Thật sự theo trải nghiệm của mình thì Hà Giang là một nơi đáng để các bạn đến và các bạn thử đi. Đồ ăn ngon, người dân tốt bụng thân thiện, cảnh đẹp, nói chung là rất là hoàn hảo luôn. Và nếu như mà có dịp thì các bạn hãy thử ghé Hà Giang nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu như các bạn thích video này đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.